Chương trình này được bảo trợ bởi Mua hai món ưa thích như bốn miếng mặt nuggets và một bánh mặt chicken chỉ ba đồng 99 Giá cả và địa điểm có thể khác nhau Chin và Kim Thư nơi duy nhất bán vàng 4 số có hình bản đồ Việt Nam và EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới Happy to Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Học khu Huntington Beach Union High School District Phở 86 truyền thống từ năm 1985 hương vị vượt thời gian 714-839-4591 Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Lido Sài Gòn TV. À, quý vị có thể coi chúng tôi ở miền Bắc California đài 16.11 trên TV bình thường. Houston, Texas 27.6 ở miền Nam California là 56.10. Cũng như là coi ở trên mạng xã hội Facebook, nè, Youtube nè và Lido Sài Gòn TV com. Rất vui được gặp lại quý vị trong ngày thứ ba hôm nay 12 tháng 9 2023 rất là lẹ mới ừ. mình nhớ nói đầu tháng 9 đây thì giờ đã xẹt qua gần giữa tháng 9 rồi à, thứ sáu này là bắt đầu ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch ừ. rồi sau đó 15 ngày nữa là trung ngày rằm tháng 8 trong rầm, ngày trung thu rằm tháng 8 nhưng mà lý đôi sài gòn tv đã tổ chức chương trình trung thu <laughs> từ ngày hôm thứ bảy rồi à, thưa quý vị nếu như mà trong thời gian qua chúng ta đi ở các cái tiệm à, các cái quầy hàng bán mặc á ừ. là vô trong đó là quý vị thấy khi mình mua đồ ăn xong rồi họ có cái chỗ mà nguyên một cái quầy nước ngọt đó mình muốn uống cái gì là tự động mình phiêu đúng không mình tự động mình mình đến đó mình uống như thế nào mình tự chọn nhưng mà bây giờ thì họ đang lần lần họ bỏ cái này đi họ không làm nữa họ sẽ uh, để ở trong luôn những người nào mà muốn á thì đến thì họ mới là Đổ đầy lại, fill up lại cho khách hàng nếu nào khách hàng nào muốn Và họ dự trù á, là cho đến năm 2032 Là sẽ hoàn toàn biến mất hết tất cả ừ. các cái, cái cái quầy fountain này Những cái chỗ mà cho nước ngọt tự, tự fill up này Lý do thì họ không có nói một cách rõ ràng Nhưng mà mình nghĩ đó là khi mà để ở ngoài này á, thật ra nhiều khi nó rất là phí. Nhiều người á, vui lắm họ đến, cái họ thử, họ thử cái vị này. Nhưng mà không phải là họ uống một chút xíu mà họ cho đầy cái ly đó xong, cái không được, họ đổ cái rót ra, ừ. xong rồi cái là họ lấy cái khác. Thì đó nó dẫn đến cái tình trạng rất là hoang phí. thành ra bây giờ ở ngay Orange County này thì họ cũng cho biết là đã có một vài nơi một vài chỗ là không có còn để cái máy này nữa rồi. Muốn thì là sẽ đưa vô trong rồi nhân viên ở trong người ta tự người ta chế đầy lại cho mình thì đây cũng là một cái thay đổi. Nói là trong thời gian qua thì cũng có nhiều nơi, nhiều cái cái cửa tiệm đó họ cũng không có còn để cái máy này ở ngoài nữa. Cho nên là chúng ta sẽ trong thời gian tới nếu mà mình đi mình thấy thì mình sẽ cũng không ngạc nhiên về cái điều này. Trong khi đó thì ngày hôm nay cả triệu người trên thế giới sẽ coi đón coi à, một cái chương trình sự kiện của hãng Apple ngày hôm nay à, vào lúc 10 giờ sáng giờ California time tức là 12 giờ đêm giờ bên Việt Nam sáng nay tôi đọc báo bên Việt Nam thì tôi thấy mọi người háo hức rủ nhau không ngủ đêm nay à, bên Việt Nam để wow. chờ đón cái sự kiện của công ty Apple ngày hôm nay à, 10 giờ sáng giờ California đó là công bố hình ảnh thiết kế mẫu kiểu kiểu mẫu cũng như là những giá cả màu sắc của chiếc iPhone đời thứ 15 ừ. iPhone 15 sẽ được trình làng cho báo chí ngày hôm nay nhưng mà tới thứ sáu thì mới là ngày được đặt hàng và thứ sáu tuần sau là ngày quý vị nhận được hàng ở nhà ừ. coi như hôm nay họp báo để mình lựa chọn ha ừ. rồi thứ sáu bắt đầu thức dậy sớm để đặt hàng nhanh tay đặt hàng đó thì tuần tới này luôn tuần này luôn ừ. thì tới 6 tuần sau à, thì sẽ là người đầu tiên nhận hàng ở nhà như thế nào đó đập hộp iPhone 15 mới. Thì à, theo như những cái tin mà rò rỉ cũng như là người ta thu thập được từ những nguồn tin thân cận với lại hãng Apple đó thì năm nay có thể là một trong những cái thay đổi mà suốt 11 năm qua Apple không làm. Có một cái thay đổi rất là mới. Ừ. Đó là cái cổng sạc của cái phone Cái là cái chỗ mà mình cắm sợi dây điện vô để mình sạc pin đó Nó không là cái sợi dây lightning nữa Nó không là sợi dây cũ như vậy nữa Mà nó là hoàn toàn kiểu mới của USB-C Giống như cái phone Samsung mà Ngọc Lan xài Cái loại mà gấp á yeah. Cái dây sạc kiểu đó đó, đó. Ừ. Bây giờ tại vì nó có nhiều cái nó bắt buộc công ty Apple phải đổi nhất là bên châu Âu họ nói rằng là tại sao không làm cùng một sợi dây như những hãng khác mà làm sợi dây riêng của mình như vậy nữa thì nó mất công hai ba sợi dây cho nên mình năm nay là lần đầu tiên nha sau 11 năm thì công ty Apple sẽ cái này là tin rò rỉ thôi mình cũng không biết chính xác là họ có thay đổi hay không nhưng mà phải chờ tới 10 giờ sáng hôm nay thì mình trong cuộc họp báo đó để mình trình công bố những cái gì mới của cái iPhone 15 đó mình sẽ biết được là họ có làm hay không nhưng mà tin thì cho biết rằng là theo như những cái mà nhân viên mà làm việc trong công ty Apple đó hãng mà ráp này cái bên China đó nó, nó 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 bị rò rỉ cái hình ra ngoài là cái cổng sạc nó là mới rồi đó là một thứ hai nữa cái hệ thống pin pin của điện thoại là thường người ta than phiền nhiều nhất là nó tốn pin quá một ngày phải sạc hai ba lần vân vân thì có thể cái iPhone 15 sẽ có một cái hệ thống sạc pin mới và cục pin mới nó có thể giữ lâu hơn nữa và cái hệ thống sạc nó nhanh hơn nữa, tức là chỉ cần nửa tiếng thôi cắm sạc vô là đầy cục pin 100% liền. Ừ. Đó, cũng có thể nhưng mà cái này là chúng tôi đang nói về những cái tin rò rỉ mà uh, từ những cái người mà làm trong công ty Apple đó nó lọt ra ngoài, có thể là người nào đó làm về rồi kể cho vợ nghe, cho chồng nghe <laughs> rồi người, người này đồn tới người kia đó, đó. Cho nên đó là những cái mới À, đặc biệt là năm nay cái iPhone 15 thì đều tất cả đều có cái Dynamic Island. Dynamic Island là cái mà nó nó màu đen đen trên màn hình nó trên cái trên cái phía trước của màn hình đó là cái mà khi mà mình gọi phone thì cái đó nó lên lên một cái như là cái đảo nhỏ vậy đó. Ừ. Rồi mình chạm tay vào đó mình biết được mình đang gọi ai như vậy đó. Thì cái iPhone 14 chỉ có cái dòng Pro mới có cái đó. Dòng thường không có. Nhưng iPhone 15 Tất cả dòng đều có hết. Và cũng có thể có cái tên mới đấy nha. Hồi trước là iPhone 14 thường. iPhone 14 Plus là nó to hơn. Rồi iPhone 14 Pro mà Pro nhỏ. Rồi iPhone 14 Pro Max. Thì năm nay cũng có thể cái Pro Max không còn gọi là Pro Max nữa. Ừ. Mà gọi là iPhone 15 Ultra. Ồ, Đó, Ultra giống Ultra. như của bên Samsung gọi đó cũng có thể là như vậy nữa cũng có thể thôi tại vì tất cả đều là đồn đoán hết cũng như là rò rỉ từ tin tức ra cho nên mình chờ coi 10 giờ sáng hôm nay giờ california time quý vị nào có cái cục apple tv ở nhà đó thì mở lên mình install cái app nó có tên là apple events rồi sau đó mình coi ở trên đó vào lúc 10 giờ sáng còn cũng có streaming ở trên các mạng xã hội này kia nữa thấy có nhiều người xếp streaming lên cái đó lắm rồi à, quý vị có thể gõ vào apple.com rồi mình có thể coi trên đó nữa thì à, ngày hôm nay thì quý vị là trong thời gian vừa qua đó trời ơi tôi thấy cái màu hồng đẹp quá tôi thấy cái màu tím đẹp quá hay màu 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 xanh lá cây đẹp quá là kia đó thì cái đó là chỉ đồn thôi nhưng mà chính xác là 10 giờ sáng sẽ biết được màu gì có nè dung lượng là bao nhiêu nè nghe, nghe nói năm nay cái iphone ultra hay là iphone uh, 15 pro max á, là sẽ lên tới 2 2 uh, terabyte Wow, tức là hai ti đó, IT đó oh. Đúng rồi rồi giá cả năm nay có xuống hay không hay là lên bao nhiêu rồi cái dòng nào là dòng sẽ à, bị à, hủy luôn không làm nữa thì cứ vị nhớ là iPhone 10, 12 iPhone 13 có cái loại là gọi là mini đó sau đó họ không làm trên cái iPhone 14 nữa họ bỏ luôn cái dòng mini đó cái dòng nhỏ nhỏ đó cho nên iPhone 15 chắc chắn là không biết là có mang lại 15 mini hay là cũng không có luôn cho nên à, 10 giờ sáng hôm nay nha quý vị nha tôi tôi đang chờ háo hức tôi coi coi là nó, nó sẽ như thế nào đây nè màu thông, gì <laughs> thông tin rò rỉ từ những nhân viên làm việc cho apple rò rỉ cho đến chỗ iphone nguyễn trường à, không hiểu tại sao người ta rất là thích uh, iphone thích apple thành ra cứ mỗi năm đến cái dịp mà iphone ra thì giống như anh nguyễn trường vừa mới nói tức là họ rừng rừng xong rồi không phải là chỉ là người việt nam quý vị uh, nhiều người việt nam mình thấy là họ thích họ thích những cái gì mà khoe cho người khác nhìn thấy à, nhưng mà đi mình sẽ thấy ví dụ như đến những người không mua được ở trên mạng thì đến chỗ sau có plaza năm nay anh Nguyễn Trường đi để chụp hình người ta xếp hàng người ta mua trong ngày đầu tiên ra làm sao à, rồi ngay ngày hôm đó rồi những người nào mà nhận cái phone về ngày hôm đó quý vị mà lên youtube á quý vị sẽ thấy trời ơi các người Việt Nam không có review nhiều đâu Nhưng mà toàn là những người nước ngoài thôi Mỹ họ bắt đầu cái hộp này đem về Mở ra làm sao, thế này thế nát Bắt đầu họ review liền Nó có cái gì đặc biệt, nó như thế nào Để cho mọi người biết Nhưng mà thật ra đó, Ngọc Lan nghĩ Đến 99% số người Mà sử dụng iPhone Chỉ với nghe Nói Và có nghĩa là gọi nè Nghe nè, rồi xong rồi chụp hình quay phim đó là những cái điều mà họ dùng nhiều nhất còn lại nhớ nhiều cái tính năng ở trong đó thì hầu như là người ta ít có sử dụng đến hoặc là không biết sử dụng à, xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại chương trình này được bảo trợ bởi Mua hai món ưa thích như 4 miếng mặt nuggets và một bánh mặt chicken chỉ 3 đồng 99. Giá cả và địa điểm có thể khác nhau. Chin và Kim Thư Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 7889. Học khu Huntington Beach Union High School District Phở 86 truyền thống từ năm 1985 hương vị vượt thời gian 714-839-4591 Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. thưa quý vị, một luật sư ở khu vực Los Angeles đã đại diện cho hơn 1.000 người để nộp đơn kiện thành phố Los Angeles đề nghị cái số tiền bồi thường lên đến 500 triệu đô la. Với lý do đó là ông nói rằng là trong 2 năm, từ năm 2019 đến năm 2021, thì cảnh sát ở Beverly Hills đó, đã có những cái biểu hiện liên quan đến chuyện mà phân biệt chủng tộc. Ừ. Bởi vì trong 2 năm đó họ đã bắt giữ họ nói là họ bắt giữ một cách oan uổng đó 1088 người da đen. Ừ. Nó chiếm đến 34% tổng số vụ bắt giữ của cảnh sát Beverly Hills. Thì họ nói trong khi đó dân số người da đen á, người sắc dân da đen ở khu vực này chỉ chiếm khoảng có 2% dân số toàn thành phố thôi. Nhưng mà cái số lượng người da đen bị bắt giữ thì chiếm đến 35, gần 35%, 34% trong tổng số những người bị bắt giữ. Họ cho rằng là đó là một cái biểu hiện của hành động kỳ thị. Thì bây giờ họ nộp đơn. Có nghĩa là trong tổng số 1.088 người bị bắt, họ tính từ thời điểm là 30 tháng 8 của năm 2019 cho đến 30 tháng 8 của năm 2021 á thì họ đại diện cho 1086 người. Như vậy tức là có một hai người gì đó họ không có đồng ý đứng trong cái đơn kiện này cho nên là người luật sư này là chỉ có là trong 1088 người thì ông đại diện cho 1086 người. Thì đó là một cái vụ kiện bây giờ người ta nói rằng là họ nói rằng là những cái người mà cảnh sát họ gọi giống như là một cái đội đặc nhiệm như vậy chỉ chuyên môn là tìm kiếm những người da đen để bắt thôi, cho dù là họ vi phạm bất kỳ cái điều gì thì bây giờ cảnh sát Beverly Hills họ lên tiếng họ trả lời là họ là những người làm việc rất là công tâm, họ chỉ thực thi pháp luật, à, không có ý định là chỉ trích hoặc là họ chỉ mũi dùi vào bất kỳ một ai hết và họ cũng cho rằng cái chuyện mà cái đơn kiện này nói là 1.000 à, 88 người bị bắt là người da đen đó là cũng không có đúng là bởi vì những người đó đó là có người ví dụ như là bị à, cảnh sát gọi lên vì một cái lý do gì đó rồi có những người để đến trình diện vân vân thì bây giờ luật sư họ gom hết có nghĩa là họ cho rằng là cảnh sát những người đó là đều là nằm trong cái chuyện là bị bắt thì cái điều đó không đúng thì chúng ta sẽ chờ xem còn cái vụ kiện này nó là như thế nào nhưng mà kiện đại diện cho hơn 1.000 người là một cái vụ rất là lớn mà ừ. lại mang cái tính là phân biệt chủng tộc nữa và đòi cái số tiền bồi thường là 500 triệu đô la. Trong khi đó thì uh, có thời gian ngồi rảnh rảnh ngày hôm qua tôi coi lại những cái diễn biến trên toàn thế giới về những cái thảm họa thiên tai đó thì thấy chỉ trong có một tuần lễ thôi mà hay là tính từ từ đầu năm 2023 tới giờ đó thì thấy thiên tai nhiều ghê thưa quý vị. Uh, ngày hôm qua có cái tin là có một cái trận bão lớn ở bên Libya à, mà đã làm ra lũ lụt rồi vỡ đập nữa, vỡ đập gây ra lũ lụt nữa thì số người bị thiệt mạng cho tới giờ phút này người ta cho biết rằng là hơn 1.000 người và vẫn còn 2.000 người mất tích trong cái trận lũ ở tại Libya. À, quan chức của thành phố cho biết rằng là cái nơi bị xảy ra lũ lụt đó là vùng phía đông của Libya. Quý vị biết Libya là một trong những cái nước gần để có có biên giới với lại nước Ai cập nè, rồi gần với lại Tunisia, ô oh, cũng gần Morocco nữa. Uhm, tức là cách một nước thì tới Morocco đó thì Libya bị trận bão à, lây ra lũ lụt, rồi gây ra vỡ đập, rồi gây ra lụt lội như vậy đó. thì quan chức ở thành phố Derma hay Derna đó cho biết rằng là một phần tư thành phố đã trôi ra biển dễ sợ oh. chưa? một ông nói rằng là tôi có thể phỏng đoán được rằng là một phần tư thành phố đã trôi ra biển và khắp các nơi sau khi mà nước rút xuống đó người ta tìm thấy những thi thể đầy đường hết khoảng một ngàn thi thể như vậy có có thể hơn rồi còn nhiều người mất tích nữa thì các lực lượng cứu hộ thì đang đi dọn dẹp nè cũng như là tìm kiếm những người sống sót thì quý vị thấy trong một tuần lễ nha từ hôm cuối tuần nào là động đất ở Morocco Mà lúc bây giờ cũng có Ngày hôm nay trên báo có nhiều báo đăng lắm Là người ta thấy có một cái gì đó Nó sáng lên trên bầu trời trước khi động đất xảy ra Cho nên ừ. Cũng có thể là như vậy đó, Cũng có thể là cái điềm hay là cái gì đó báo trước là Động đất ở Morocco 6.8 có, có lúc báo thì nói là 7.2 Thì cũng cả hơn 2.000 người chết rồi Sau đó thì qua cái nước kế bên đó là nước Libya Cách một nước rồi tới Libya thì mới xảy ra lũ lụt cuối tuần qua. Cũng cuối tuần qua cháy ở chợ nổi Pattaya, một chợ nổi rất nổi tiếng ở Thái Lan, ở à, Pattaya này nha. Rồi ở bên Trung Quốc thì năm nay bao nhiêu trận lũ lụt à, cuốn trôi cả thành phố luôn nó ghê. Tức là vô thành phố ừ. là thấy toàn là nước không à. Xe hơi mà trôi lình bình, lình bình cả cả bao nhiêu chiếc trên 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 sông như là sông vậy đó. Đó là những cái thiên tai mà mình thấy rõ ràng là năm nay À, thời tiết nó hơi khắc nghiệt một chút xíu à, Cũng như là ở California mình á Thì vừa rồi đó Là sau bao nhiêu năm mới có một cái bão à, Cái tên là Hillary hả Đúng là bão Hillary vào đây nè Nhưng mà cũng không gây ảnh hưởng Ở khu vực mình thôi Nhưng mà những khu vực khác thì có ảnh hưởng Đến cái cuộc sống của họ hàng ngày Rồi à, cháy rừng ở California Rừng nhiều quá Vậy là nói rằng là À, cái lý do gì để mà gây ra những cái càng ngày càng có nhiều cái thiên tai ở, à, à, bên Canada quý vị nha ở bên Canada đây là cái hình ảnh mà ở bên Canada cháy rừng ở Canada hai ngàn mấy trăm vụ cháy rừng mà tới bây giờ từ, từ hồi tháng 3 của năm 2023 nha mà tới ngày hôm nay khi chúng tôi đang ngồi ở đây nè còn hơn một ngàn đám cháy chưa dập tắt được trời. mà cháy từ từ tháng 3 2023 cho tới hôm nay là tháng 9 vẫn còn hôm qua tôi đọc báo thì là 1054 những đám cháy chưa được dập tắt và những cái đám cháy này nó ảnh hưởng tới nước Mỹ nữa những cái cho nè khói nè nó ảnh hưởng tới những nước mà nằm gần biên giới với Canada nhất là miền Bắc Mỹ đó như là như là New York nè những cái vùng như là Washington State nè đó những cái nơi mà gần gần với lại biên giới Canada đều bị ảnh hưởng bởi cho bụi và khói như vậy nữa cho nên rõ ràng là thời tiết càng ngày càng ghê. Cũng như là có nhiều người nói, ô oh, tại vì biến đổi khí hậu mà nó ra những cái tình cảnh như vậy. Thì chúng ta cũng nên có cẩn thận củi lửa một tí xíu. <laughs> nhà cửa chúng ta, những cái bụi rậm chung quanh nhà, chúng ta không muốn mũi nó ở đó nhiều. Không muốn nếu mà có cháy xảy ra thì nó, nó lây lan nhanh đó. Mình dọn dẹp lại, mình tu cái gì gọi là gì nhỉ? À, chăm sóc hả? chăm Chấp sóc xong. lại cái cái vườn cây nhà mình hay là chung quanh nhà mình đó những cái dây điện nào mà nó bị hở ra đó thì chúng ta phải sửa nó ngay chứ đừng có để đó rồi nó lây nó gây ra những cái hậu quả à, thưa quý vị cảnh sát mỹ đó, họ hay có nói là có những vụ án nguội tức là hay là những cái vụ án lạnh Tức là nó đã bao nhiêu năm rồi, mấy chục ừ. năm rồi mà họ chưa có tìm ra được à, hung thủ hay là chưa tìm ra chưa được điều tra ra thế này thế khác. Thì họ cứ để đó cho đến một lúc nào đó họ cũng phải lật lại cái hồ sơ đó. Thì bây giờ lại có một cái vụ án mà nó xảy ra từ năm 1979. Giờ đến 44 năm sau là năm 2023 thì người mà hung thủ đó, ừ. cái ông này là người đã giết chết cái cô cái người phụ nữ lúc đó 24 tuổi, ông tự động ông ra ông đầu thú, ừ. ông ra ông đầu thú vào tháng 8 vừa rồi. À, người đàn ông này tên là ông này tên là ông John Michael Imer, năm nay là ông 68 tuổi, mà ông cái phạm cái tội này là vào 44 năm trước, tức là lúc đó ông mới có mươi mấy tuổi ừ. thôi, ừ. thì ông kể đó là vào cái dịp mà khoảng Halloween đó thì ông gặp cái người phụ nữ mà ông đã giết thì cô đó lúc đó tên là cô Susan Rose 24 tuổi cô này là một người phụ nữ tóc đỏ thì ông đã à, dẫn cô vô trong một cái tòa nhà giống như là bỏ hoang như vậy và ông đã dùng cái búa để ông đập đầu cô đến chết người ta không hiểu tại sao mà hai năm sau tức là năm 1981 đó thì đã có một cái vụ có nghĩa là bắt được một người và xử người đó liên quan đến cái chết của cô kia có nghĩa là xem oh. cái cái người cái người kia là hung thủ trong khi bây giờ cái hung thủ thật lại là cái người đi ra để đầu thú cảnh sát nói rằng là họ chưa nhận được à, bên bên báo chí nói rằng họ chưa nhận được một cái lời bình luận nào đó của cảnh sát liên quan đến cái việc mà cái người đàn ông mà hai năm sau bị xử tù liên quan đến cái chết của người phụ nữ cái cô Rose kia đó thì cái số phận ông đó ra làm sao? Ông đó đã được ra tù chưa? Hay là ông đó đã như thế nào? Đó, xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Mua hai món ưa thích như bốn miếng mặt nuggets và một bánh mặt chicken chỉ ba đồng 99. Giá cả và địa điểm có thể khác nhau. Chin và Kim Thư Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 4085094480 1070 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Học khu Huntington Beach Union High School District Phở 86 truyền thống từ năm 1985 hương vị vượt thời gian 714-839-4591 Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của sài gòn TV. Ở trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan đang đề cập đến tin là một người đàn ông 68 tuổi. Ông đã tự động đến sở cảnh sát ở Portland để mà ngay ông đi đến ngay văn phòng FBI nha để mà ông tự thú về cái chuyện là 44 năm trước ông đã giết một cô gái tên là Susan Rose. Ờ, ông đã mô tả cái cách ông giết người ra làm sao vân vân thì khi mà cảnh sát lôi lại cái hồ sơ từ 44 năm trước á rồi đối chiếu với lại cái mẫu DNA của ông thì người ta thấy là có cái sự trùng khớp nhưng mà bây giờ vấn đề họ đang đặt ra là ủa như vậy thì hai năm sau cái vụ án kia cái người đang cái cái người mà gọi là được cho là hung thủ bị đem ra xét xử là ai ừ. rồi bây giờ cái người đó làm sao thì là bên truyền thông người ta đang chờ cái câu trả lời từ phía cảnh sát à, họ chỉ cho biết thêm là à, ngày hôm qua ngày thứ hai đó thì khi xử ông john michael immer này thì ông cho biết là sau khi mà ông giết cái cô đó rồi đó thì trong thời gian qua ông cũng đã từng giết một người khác nữa ở một cái tiểu bang khác rồi ông cũng đã trải qua ở tù 30 năm, cũng về một cái tội giết người khác ở tiểu bang California. Có nghĩa là ông này như ông ông bị một cái gì cũng không hiểu, rồi cái điều gì thúc đẩy ông tự động ông đi ra ông nộp mình cho cảnh sát cũng chưa biết, nhưng người ta có thể biết rằng là gia đình của nạn nhân, gia đình của cô gái đó, sau 44 năm thì họ cũng đã có được một cái câu trả lời, chính xác là con gái họ chị họ em họ đã chết như thế nào thì đó cũng là một cái điều an ủi còn lại người ta sẽ chờ xem là cái người hung thủ mà đã từng bị được kết án đó từng bị xét xử đó là như thế nào rồi bây giờ ông này tại sao lại xuất hiện như thế những người yêu thích diamonds hay là kim cương hột xoàn thì đây là một cái tin liên quan tới hồ xoàn thôi quý vị à, tập đoàn arosa à, một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới À, về tìm kiếm kim cương đó. Họ đi tới những cái vùng mỏ kim cương ở những cái nơi rất là khắc nghiệt khí hậu như là Siberia phía bắc của nước Nga để mà họ đi có những cái mỏ để họ tìm kiếm kim cương. Thì ngày hôm qua họ công bố là tìm được viên kim cương nặng 390.7 cara. Wow. <laughs> viên kim cương 390.7 cara, viên kim cương thô nha quý vị nha. Tại vì kim cương mà khi tìm được ở ngoài mỏ mang về đó Không phải chúng ta nghĩ rằng là nó sẽ y như là cái viên kim cương chúng ta mua ở trong tiệm vàng đâu Nó là một viên kim cương dạng thô Chưa có được mài dũa đánh bóng và cắt tỉa này kia cho nó ra một viên kim cương đẹp Tại vì khi mà mình mang một viên kim cương ra đó Mà mình cắt theo những cái đúng cái chiều hướng của nó Thì nó mới lộ ra những cái ánh sáng nó phát sáng ra Hay là cách làm sao cho nó đẹp đó, Để chúng ta làm được những cái trang sức Thì viên kim cương thô này À, 390.7 cara Tuy nhiên nó không phải là viên kim cương lớn nhất thế giới Năm 2013 Một viên kim cương Một tập đoàn khác tìm được Là 401 cara Là lớn hơn cái viên này khoảng chừng wow. 9 hay là 10 cara gì đó ừ. Thì đó là viên kim cương lớn nhất thế giới À, song song với việc vừa mới tìm được viên kim cương 390.7 cara này thì họ cũng tìm được một viên khác nữa là khoảng gần 40 cara đó Hồi trước cái giờ mình đi mình thấy người ta đi mua hột xoàn hai cara rồi ba cara là mình thấy nó ghê gớm lắm rồi ha bốn cara như vậy đi mà giờ tới 390.7 trăm chín cara cái này chắc chắn mà nếu mà cắt ra những viên kim cương nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ đó sẽ nhiều lắm cho nên à, đấy cái tôi biết là tập đoàn Al là tập đoàn khai thác kim cương lớn nhất nhì thế giới trong thương trường về vấn đề kim cương đó hàng năm cái vấn đề tiền mà trôi nổi mà của những công ty đi tìm kim cương như vậy đó là khoảng 80 tỷ đô la một năm đó à, cho nên khi mà những cái tập đoàn nào mà đi tìm được những viên kim cương lớn đó thì phải họ phải gửi đi để định giá ngay với những người mà chuyên về kim cương là cho họ biết cái giá là cái kim cương này nếu mà được bán ra thị trường làm ra những sản phẩm thì giá cả nó sẽ là bao nhiêu, bán được khoảng bao nhiêu. Thì sau khi tìm được hai viên à, túi tuần vừa qua, 390.7 và 3 gần 40 à, 37.8 cara đó thì hai à, viên đó đã được gửi đi ngay cho những chuyên viên thẩm định giá để họ cho biết rằng là công ty vừa mới đạt được một thành tích là tìm được viên kim cương giá bao nhiêu tiền. Thì đó là à, tiếng rất là vui vui trong ngày hôm nay nhưng mà công nhận từ cái cái cục đá đó kim cương thì cũng là một cái cục đá đúng không à. xong rồi bắt đầu người ta mới về người mài ta mới vũ. mài dũa cắt cắt theo cái kiểu là cắt giác gì để cho à, nó đã, ra đã, được đã. là cái độ mà nó chiếu nhất ừ. à, mà hôm trước thì trong chương trình cà phê sáng ngọc lan cũng có nói đến một cái bản tin liên quan đến cái chuyện kim cương đó họ nói bây giờ cái kim cương nhân tạo đó uh, thì nó đang bắt đầu nó 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 bành trướng và nó sẽ làm cho kim cương thật rớt giá. Ừ. Với lý do là bởi vì người ta khó mà phân biệt được đâu là kim cương thật và đâu là kim cương nhân tạo bằng mắt thường. Đúng rồi, họ ừ. nói bằng mắt thường mà trước đó đó mà đã nói là kim cương nhân tạo theo họ đề cập là họ gọi là lab brown diamond á thì nó lại là rất là giống với lại kim cương thật, toàn bộ là chất liệu luôn. Mà trước đây nữa khoảng 15 năm trước đây đó lúc mà à, Moissanite ừ. ra đời thì nó đã đã giống kim cương rồi đúng không? Mà Moissanite so với lại lá Diamond mình nó nó rẻ hơn nhiều thì chúng ta sẽ thấy được một cái bước tiến ở trong cái việc mà trí tuệ con người người ta làm ra những cái sản phẩm mà ngày càng nó nhiều hơn cho nên nó là nhiều người trẻ bây giờ họ không thích mua kim cương thật nữa <laughs> bởi vì nó đắt quá họ nghĩ rằng là họ dùng cái tiền đó để họ đi làm những cái việc khác á nó tốt hơn là chỉ là một cái món trang sức đeo ở trên tay hay là trên cổ hay trên uh, lỗ tai vân vân thì giữ một cái chuyện mà một viên kim cương nhân tạo uh, giá chỉ có vài trăm thôi với một viên kim cương thật cũng cần cùng kích cỡ như vậy có thể lên đến cả mấy chục ngàn đô hay là có thi là hơn cả trăm ngàn đô thì họ dùng cái số tiền kia để họ làm những cái việc khác quý vị uh, lên trên Google quý vị gõ vô uh, cái gì đắp ha uh, lab, hả lab. Phùng phòng á phòng lab, phòng Rồi lab. Rao là nuôi giống như nuôi chồng à, vậy đó diamond. lab diamond ừ. hay là quý vị gõ vô motion night diamond ừ. thì sẽ bị sẽ thấy cái hình ở đây nè đây là viên diamond monson night nó như là viên diamond thật như viên kim cương thật vậy đây là viên 5 cara mà họ đang rao bán ở trên mạng là 100 uh, cái ba... đó là kim cương phải không? À Đi. 5 cara 137.570. Ừ. mươi Bây giờ mình đi uh, kiếm uh, cái gì đó nó gọi là Moissanite. Uh, Moissanite. Đây là giống Vin, như vậy. Đây là viên Moissanite giống vậy, đang bán ở trên Amazon nè, 39 đồng 2 carat. <laughs> Cho nên không có biết đường nào để mà mà lường trước ừ. những cái này hết, mà cũng uh, ngoại trừ những người mà chuyên nghiệp thì họ nhìn có thể họ phân biệt ra, chứ còn người trần mắt thịt giống như mình thì cũng hơi khó. À, nhưng mà viên diamond mà viên kim cương mà mà tự nhân tạo đó ừ thì nó cũng có cái cái nước của nó nữa nha. Đai kim, nh à. à, kim cương này họ cũng có nó có nước. Kim cương danh tạo là sao họ không <laughs> làm ra cái nước nó xuất sắc nhất luôn đi mà còn có nước e nước f rồi. Là làm -S -S cho nó giống. Làm cho nó giống. À làm cho nó giống. À, à. Dạ làm cho giống. À, đó đó là chuyện là kim cương nhiều người người ta nói nó làm một cái gì đó nó thật là hấp dẫn nó thật là thu hút đặc biệt là cho phụ nữ nhưng mà Ngọc Lan thì may mắn quá Mình không có bị thu hút bởi cái đó Cho nên mình không có tốn tiền cho cái đó quá nhiều Nhiều người người ta mê mê lắm luôn á ừ. Quý vị ra Phước Lộc Thọ là quý vị sẽ thấy Cái sự đam mê đó như thế nào à, Thưa quý vị trở lại với uh, tin tức Thì một cái vụ uh, án mạng Xảy ra cách đây đã 2 năm rồi Liên quan đến cái chuyện mà tranh chấp Về cái quản lý tiệm neo Giữa một gia đình Việt Nam với nhau Dẫn đến là người em vợ Đã bắn chết anh rể của mình thì hồi vừa rồi đã đưa ra xét xử à, cái vụ xét xử này người ta gọi đây là một bi kịch gia đình khi mà đưa ra xét xử thì giờ người anh rể đó chết rồi cái người em vợ đó là đứng về phía là là bị cáo rồi người chị ruột của mình là đứng về phía nguyên cáo rồi gia đình đứng về phía nào để mà bảo vệ ai rồi bản án như thế nào xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Mua hai món ưa thích như bốn biến mặt nuggets và một bánh mặt chicken chỉ 3 đồng 99. Giá cả và địa điểm có thể khác nhau. Chin và Kim Thư Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 4085094480 7147561099 Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 487 -7889. Học khu Huntington Beach Union High School District Phở 86 truyền thống từ năm 1985, hương vị vượt thời gian 714-839-4591 cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình cà phê sáng của lý Điều sài gòn tv à, trước phần quảng cáo thì ngọc lan đang nhắc đến một cái vụ án mạng liên quan đến trong người ta gọi đây là một cái bi kịch gia đình gốc gốc việt à, ở san antonio ở bên texas đó, thì à, theo lời kể của cái người mà gọi là hung thủ anh này tên là kiệt trần 42 tuổi kiệt nguyễn kiệt nguyễn 42 tuổi thì ngày hôm đó Uh, và vào tháng 7 của năm 2021 Thì anh đã đứng trước cái tiệm là Cozy Nails Lounge uh, Đây là tiệm anh nói theo lời khai đó là Đây là tiệm mà anh Kiệt hùng với lại chị gái của anh Để mà mở cái tiệm này và cùng ừ. nhau quản lý Không hề có sự tham dự của người anh rể Tên là Ryan Võ, uh, 46 tuổi uh, Nhưng mà sau đó, đó thì uh, hai giống như là người anh rể và người chị muốn gạt anh Kiệt này ra khỏi cái chuyện mà quản lý uh, kinh doanh tiệm cho nên anh đến anh khai với cảnh sát rằng là anh chỉ muốn đòi lại cái số tiền mà anh đã bỏ vào trong đó thôi chứ anh không có được chia lợi nhuận vân vân đủ thứ hết thì khi mà đứng tranh cãi ở ngoài như vậy thì anh đã rút súng anh bắn chết cái người uh, anh rể của mình. Uh, luật sư của phía bên uh, người người chị đó thì cho rằng là anh này là cố sát nhưng mà luật sư của anh thì cho rằng là anh này là giống như là tự vệ một cách uh, Giống như là trong cái lúc tức giận thôi ừ. Chứ không hề có một cái sự chuẩn bị trước Thì khi mà cái nhóm bồi thẩm đoàn họ hội ý 6 tiếng đồng hồ Mới đầu ta nghĩ là anh này có thể bị đến chung thân Nhưng mà cuối cùng cái bản án của anh đó là 15 năm tù Là bởi vì kèm theo đó lúc mà ra tòa có nghĩa là phiên tòa họ mô tả là khá là căng thẳng xử trong nhiều ngày khi mà người chị gái cũng à, cáo buộc em mình rất là nhiều nói là những cái lời khai của người em trai mình là không đúng à, vân vân nhưng mà rồi sau đó đó thì mẹ và một người anh trai khác của cái người à, bị cáo ra của anh Kiệt đó là đứng ra giống như làm chứng cho anh để nói rằng là họ biết có cái vụ hung hạp này họ biết như vậy và họ giống như là một cái hình thức họ xác nhận là anh này là nói đúng rồi, rồi một người anh khác cũng đã từng nói ra là thấy là mâu thuẫn giữa anh Kiệt này với người chị gái như vậy cho nên cũng đã từng khuyên là thôi để cho cái anh nó rút ra đi rồi cái người anh kia là sẽ nhảy vô để thay thế vân vân thì đây quả thật là nó liên quan đến một cái bi kịch mà khi cả một gia đình phải lôi nhau ra tòa rồi có án mạng trong đó. Rồi bây giờ một người thì chết, một người thì phải ngồi tù 15 năm. Và những người còn lại trong gia đình đó nghĩ là khi mà một bên thì đứng về phía nguyên cáo, một bên là bị cáo thì nó cũng là cái gia đình tình cảm đó nó cũng sức mẻ rồi. Thì đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Ngọc Lan có thường mua sắm online hay không? Có. Có. À, thưa quý vị nói về mua sắm online thì theo một bản báo cáo mới đêm nhất của The Adobe à, trước khi mà cái bản báo cáo Consumer Price Index nó ra được một ngày thì The Adobe báo cáo rằng là những cái, cái khoản mà chúng ta thường hay mua online hay là mua trực tuyến đó thì giá cả đang rớt dần từng ngày tức là càng ngày cái giá nó càng rẻ hơn nếu cách đây 4 năm hoặc 3 năm mình mua một cái món đồ đó thì tới bây giờ cái món đồ đó nó có thể nó đã thay đổi rồi. Giá cả nó sẽ còn rẻ hơn nữa. Quý vị thấy hồi xưa đó khi mà cái tivi màn hình phẳng mà nhẹ hình đó, 7 80 inch bán cả mười mấy ngàn đô. Sau đó bây giờ ra Costco mua cũng cái màn hình 75 inch này kia đó thì chỉ còn có vài trăm lên tới là tới ngàn mấy thôi à. Đó, thì giá cả mà mua trực tuyến nó càng rẻ hơn nữa có hai lý do mà người ta đưa ra là giá cả tại sao nó nó rớt xuống như vậy là tại vì trước mùa dịch thì giá nó cứ từ từ nó rớt tại vì người ta mua nhiều những cái hai nơi bán hàng không cần phải mua một cái mặt bằng để mà xem hình ảnh trưng bày người ta không phải mướn mặt bằng để mà mà, mà mà mọi người tới mua họ chỉ có một cần một cái nhà kho thôi rồi họ chụp hình họ đưa lên trên mạng mình tới mình mua thì mình giảm được nhiều cái chi phí. Là giá đó đã rẻ rồi. Nhưng tới mùa dịch thì bắt đầu những cái giá cả đó nó tăng lên từ từ. Trong 2 năm dịch giá cả nó tăng lên là tại sao nhu cầu người ta mua online nhiều quá. Cho nên giá nó lên lên. Sau đó thì hết dịch một cái thì lại tới lạm phát. Cho nên cái giá cả hiện nay theo như báo uh, The Adobe cho biết là cái thời gian lạm phát đang từ từ nguội dần. Có nhiều lý do lắm. À, cũng có lý do là tại vì à, cái tiền lời quỹ dự trữ liên bang cái tăng lên cao cho nên người ta càng ngày càng muốn tiết kiệm nhiều hơn cho nên người ta mua sắm online người ta đi săn lùng coi những cái gì mà nó rẻ mà cũng có thật như có hay lắm ở trên mạng facebook cũng có một những cái nhóm đó mà họ lập ra họ thông báo cho nhau ngay lập tức là chỗ nào đang xem cái gì mình nhờ coupon này coupon kia như thế nào đó những cái phiếu giảm giá mình bỏ vào một cái là mình được trừ tiền ngay lập tức bao nhiêu bao nhiêu mà có thể là Hồi đó mình mua một đồng được một thứ, bây giờ một đồng mình mua được tới hai ba thứ lại còn được tặng thêm này kia nữa. Cho nên đó cũng là một cái màn người ta nói càng ngày cái giá cả mà online càng ngày nó càng nó càng rẻ đi. À, chưa biết là tại vì hình như là còn một hai tháng nữa là tới uh, Noel này, Thanksgiving nè, tới cái mùa mua sắm năm nay nữa thì không biết giá nó có lên hay không. Nhưng mà theo như báo cáo là từ tháng 8 năm ngoái từ tháng 8 năm nay thì giá của những mặt hàng online càng ngày nó càng rẻ đi à, cũng có một cái tin khác ngắn à, gửi đến quý vị đó là cơ quan à, Hồng thập tự phải không Hồng thập tự nhỉ yeah, chữ sớm... thập đỏ cơ quan chữ thập đỏ Hồng thập tự Hồng thập tự <cười> <cười> rồi à, đã tuyên bố rằng là cả nước đang trong tình trạng thiếu máu à, wow. thiên tai nhiều quá khủng hoảng nhiều quá gây ra thiếu máu cho nên tất cả những cái nơi mà họ có những cái chạm gọi là hiến máu đó tới mọi người, người ta đang mong muốn quý vị tới để hiến máu. Nếu quý vị muốn đi tìm một nơi hiến máu thì quý vị có thể vào trang mạng là redcrossblood.org tức là hồng thập tự máu <laughs> redcrossblood.org hoặc quý vị gọi 1800 Red Cross tức là 1800 733 2767 để mà mình à, có thể à, ghi danh đi hiến máu à, tôi nhớ có một lần à, lâu lắm rồi tôi đi hiến máu thì tôi hỏi cái người mà đang lấy máu của tôi đó tôi hỏi là ủa lấy nhiều máu ra như vậy thì làm sao có máu lại ừ. trong người mình ừ. <laughs> thì cái người đó cũng vui lắm họ cũng trả lời một cách dí dỏm xong rồi chạy ra ngoài kia mày ăn tô phở đi là mày có máu lại đầy đủ <cười> <cười> <Dùi hả? cười> à, um, nhắc đến cái chuyện hiến máu thì ngày hôm qua đó là ngày chín một một đó 11 một tây tháng chín ừ. thì ngọc lan nói nhớ cứ cứ nhắc đến cái đó là nhớ là cái lần mà đi qua new york rồi xong rồi cái nghe những người dân đó kể họ nói là cái thời điểm đó cái dòng người mà xếp hàng chờ hiến máu đó ừ. nó dài vô cùng Ô nhưng rồi. mà uh, có thể là người ta người ta muốn làm một cái điều gì đó cho những người dân của mình cho đồng hương của mình có thể là cho người thân ruột thịt của mình mà giờ họ không, không biết làm sao họ cứ đứng họ chờ với lại những cái gương mặt thẫn thờ họ chờ để hiến máu thôi mà lúc đó có nhiều người giống như là cái lượng mà người ta uh, người ta nhận á nó, nó rất là ít mà ừ. bởi vì sao cái số lượng người cần hiến máu nó quá ít bởi vì những người mà bị trong cái trận đó là coi như là chết hết rồi à, trở lại với một cái bản tin Việt Nam thì ngày hôm hôm nay công an cho biết là ở sân bay Nội Bài đó bắt được năm người nhân viên của sân bay Nội Bài ở Hà Nội là có cái hành động đó là mở khóa vali ăn cắp hàng của hành khách mà đi trên máy bay đó wow. thì ở đây là nói là từ một cái lời cáo buộc của một mà nữ hành khách từ ở bên Đức bay về Sài Gòn thì khi mà mang cái vali của mình về đến nhà đó mở ra mới thấy là ủa cái cái giống như cái ổ khóa đó đã từng bị mở ra rồi rồi kiểm tra trong đó là thấy mất một số những cái uh, giống như cái tai nghe rồi mất uh, tiền ở trong đó ừ. cho nên báo báo rồi công an mới điều tra cuối cùng mới là truy ra là năm người này là trong cái tổ uh, giống như là cái tổ uh, đường dây đó. quát đó. Ừ. Ờ, họ nói là sẽ nhìn cái vali nào có vẻ như là lỏng lẻo khóa không an toàn hay là không khóa thì sẽ có người canh sẽ có người mở ra coi lấy được cái gì thì lấy thì trong thời gian qua quý vị đào về Việt Nam đã biết rồi nhiều rất là nhiều người đã phản ánh cái tình trạng là vali hành lý hay là cái thùng họ gửi về đôi khi mang về nhà mở ra là đã bị mất món này mất món khác mà không biết làm sao có nhiều người á có những cái clip họ quay lại được ở ngay phi trường chừng nào cái vali đó hay là nó nó mất một cách là nghiêm trọng á thì họ mới mà họ mới lên tiếng ngay tại phi trường yeah. còn lại thì về nhà mất một vài món về nhà mở ra mới biết thì, thì thôi nhiều khi cũng cho qua luôn cảm ơn Nguyễn Trường đã đến với chương trình Cà phê sáng hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng ngày mai. Trước khi chia tay cùng với quý vị thì báo cáo với quý vị là cổ phiếu VinFast ngày hôm nay tăng nhẹ lên gần một đồng rồi. À, hôm nay là 17 đồng 54 sen trong giờ phút này. À, quý vị nào có đầu tư thì coi những cái bảng giá này sẽ thấy nó rất vui. À, chương trình Cà phê sáng chấm dứt thì sẽ tới thời sự thế giới. À, xin quý vị vẫn giữ những chương trình của Đoàn Sài Gòn TV. Xin kính chào.